Hello, xin chào mọi người, là anh đây, anh chép và ai cho cuộc sống ở Thái Lan nha mọi người. Này là lâu lắm nha mọi người, chưa gặp mọi người, chưa nói chuyện này nọ kia nha mọi người. Là bắt ta, bây giờ em chép và ai cho đang đi xe. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cho chép cuộc sống ở Thái Lan. À mọi người ơi, hôm nay Chô và em Chép sẽ đưa mọi người đi khám phá cái chợ gọi là chợ trai đẹp nhất cả nhà. Wow. Thì cái chợ này chỉ dành riêng cho những chị em phụ nữ nhé cả nhà. Thì hôm nay Chô sẽ đưa mọi người đi khám phá xem là cái chợ trai đẹp nổi tiếng như thế nào, rồi ẩm thực ở đó như thế nào nhé cả nhà. Nếu như mà các em Chép mỏi tay. Nếu như mà các anh và các bạn xem xong clip này mà cứ thấy mấy bạn với mấy chị cứ bảo là đi du lịch Thái Lan á thì là biết lý do rồi nha. Chép. Dạ. Chép hát bài Con Heo đi nhanh lên cho cả nhà xem. Lúc này quên rồi á. Mẹ. Mẹ mua cho con heo đất. Mẹ mua cho con heo đất. Ý à ý. Làm sao cho con heo lớn? Làm sao cho heo con nhanh lớn? Ý a ý a ôi. Oh my god. Wow. Heo không đòi ăn cơm. Heo không đòi ăn cá. Heo không đòi ý a ý a. Đúng rồi. Là hát này là lúc cho hát từ ngày rồi. Từ ngày rồi nhá mọi người. Anh Chép mua heo cho lúc so từ nhỏ là mua là cho heo ăn tiền á, là có ba tháng á, em Chép có đem heo chết á, có lấy tiền ở trong cái heo luôn. Tiền heo đi đâu? Ăn cơm. Đi shopping hả? Được 3.000 á. Con heo. Ok cả nhà ơi, hiện tại mình đang trên đường đi khám phá cái trai đẹp nhé cả nhà, ẩm thực trai đẹp, chợ trai đẹp á. Chưa đến nơi nhé cả nhà, nhưng mà mình đã được thưởng thức cái đặc sản tắc đường ở Thái Lan các bạn. Cứ đầu giờ chiều như thế này cả nhà, 6 giờ là bắt đầu là tắc, khá là lâu ấy cả nhà. Ok cả nhà ơi, Chô và em Chép đã đến cái chợ có tên là Hủa Mum nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá cái quán Sathan Ni Mi Hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cái quán có tên là Sathan Ni Mi Hỏi nha cả nhà. Có tên. Đây rồi cả nhà, chúng ta đã đến quán này nhá. Kia rồi. Các bạn ơi, Chô và em Chép đã gọi xong món rồi nhá cả nhà. Thì món ăn ở đây cũng không đắt nhá cả nhà. Món ăn ở đây, hải sản ở đây cũng khá là rẻ cả nhà. Nói chung là không rẻ mà vừa vừa á, không gọi như là không cao á. Bây giờ đang chờ món ăn. Không phải là lúc nào đến cũng nhảy đâu các bạn. Phải chờ cho đến khi nào mà đông đông một tí thì bắt đầu mới bật nhạc đi nhảy nhỉ. Bà đi khắp, xin chào. Đi khắp, mới lại chân tên hả khắp? Bắt được khắp gì đó. Nó mà phóng cạnh còn thế mấy khắp. Hãy kích thao gọi là kích thao. Cứ thầy đó, dùng bờ thầy hả? Thầy khắp, một bình Việt Nam. Việt Nam. Em cũng đi khắp đây đó. Khắp hồ. Bây giờ chúng ta đã có đồ ăn rồi nhé cả nhà. Ôi, chuẩn bị rồi. A few moments later. What?
Bây giờ em sẽ đang ăn thử nha mọi người. Làm không làm nữa mọi người ơi. Món này là món sông tầm mà bỏ cái bún nhỉ? Đúng rồi, bún nha mọi người. Tầm bún. Quay quay ngay. Ngon lắm. Cái này gọi là thao hạt cung nha cả nhà. Xôi tiên nha mọi người. Không phải tiên, cơm tiên của cơm chiên. Cái với lại hải sản. Cơm chiên hải sản. Ngon quá, quá ngon. Đừng chấm em chấm ơi. Quá ngon. Ngon hẳn mọi người. Anh Châu chảy hết nước miếng rồi em chấm ạ. Cái đó, quá anh Châu ăn. Em chấm thử cái món này là món gì em chấm này. Món này là món gỏi tôm hay là cái gì á? Gỏi mực. Gỏi mực nhá mọi người, em chấm ra. Gỏi mực. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn chung nha. Mưa to quá nha mọi người ơi. Ngon thật mà. Sốc tàm cũng ngon lắm nhỉ. Đi lại đang mưa đó. Này quả em nhất. Cái này cũng ngon. Ngon hết nha mọi người ơi. Ngon thật. Dạ, bây giờ em chéo và em cho sẽ ăn cơm nha mọi người. Mời mọi người ăn chung nha. Đang mưa to lắm này. Cái này mưa to quá. Chết nhiều quá. Chết đắp đông nha mọi người là mưa. Trời mưa rồi các bạn ạ. Mình đang muốn đưa cả nhà đi khám phá bên trong nhưng mà vì trời mưa nên là họ đóng hết rồi ạ. Anh Kép đang ngồi buồn. Ok cả nhà ơi, thì buồn quá, hai vợ chồng đang đưa mọi người đi khám phá cái chỗ chợ trái đẹp ở cả nhà. Thì bị gặp trời mưa cả nhà. Đúng rồi. Mưa to lắm. Vào trong nó khám phá được có một lúc thì trời mưa nên là xung quanh chợ là người ta đóng hết cả nhà. Ở chợ đó có nhiều món ngon lắm. Hôm nay đi đưa mọi người đi khám phá xong cái chỗ đó, xong bắt đầu là đi khám phá tiếp cái món sò huyết mà người ta làm rất là ngon cả nhà. Xong rồi mình dùng tay để mình dùng tay mình bỏ tiêu bóng vào để mình ăn bằng ăn bốc á. Ngon lắm. Cái món đấy vừa cay vừa ngon mà vừa thơm. Món xào đảo rất là ngon cả nhà, món hải sản. Là bên Thái gọi là món hải sản ăn bốc á. Hải sản ăn bằng bốc tay á. Tiếc quá. Rồi còn nhiều cái hay ở chợ lắm nhưng mà vì là họ đóng cửa nên là không có quay được cho cả nhà xem. Clip hôm nay của Châu và Chép đưa mọi người đi khám phá cái chợ trai đẹp đến đây là kết thúc nhé cả nhà. Khi nãy em Chép Châu phải lôi cổ mãi em Chép mới về. Em Chép buồn ngủ quá lắm. Em Chép mê trai quá cả nhà. Wow. Tốt ngủ rồi. Mê trai đẹp quá nên là gọi về không chịu về mà cứ ngơ ngác ra ngồi nhìn cái anh cao to đen hôi cả nhà. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Châu Chép nha. Dạ mọi người, Chép đã xin cảm ơn nha mọi người. Anh Chép kéo Châu sẽ phải 8 tiếng mọi người là đi ngủ nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người lần sau nha. Bye bye, bye. Chúc.